Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với những tin tức trên kênh youtube chính thức của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Vừa qua, góp ý luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp thống nhất với việc chỉnh lý các quy định liên quan tới chấm dứt sở hữu chéo, thao túng, chi phối ngân hàng cụ thể như quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần với cổ đông cá nhân là 5% thay vì 3%. Hay điều chỉnh hạn mức cấp tiến dụng cũng giảm xuống 10% vốn tự có với một khách hàng và 15% với khách hàng, người có liên quan trong 5 năm nhằm giảm thiểu tác động. Ông Hòa nhấn mạnh, dù khẳng định những quy định được chỉnh là rất lớn, cần thiết, nhưng theo ông Hòa không quan trọng lắm. Cốt lõi là ngân hàng nhà nước giám sát, quan tâm các ông chủ ngân hàng là doanh nghiệp lớn hiện nay, không để xảy ra trường hợp như ở SCB được. Theo đại biểu Đồng Tháp, cần phải có sự giám sát với các ông chủ ngân hàng là doanh nghiệp, nhất là các cổ đông của các ngân hàng này. Có khi người ta nghĩ rằng tiền gửi của người dân vào các ngân hàng này không đến tay của doanh nghiệp, người vay vì vay rất khó khăn, nhưng ông chủ, cổ đông của các ngân hàng thì vay rất dễ dàng. Tình hình này nếu không kịp thời ngăn chặn, khả năng xảy ra các vụ SCB như trời, ông Hòa nêu. Từ đó, ông Hòa đề nghị ngân hàng nhà nước cần quan tâm nhiều hơn vì theo thông tin ông có được thì hiện nay có ngân hàng của các ông chủ doanh nghiệp cần phải xem xét thật kỹ để đảm bảo. Ông Hòa nhấn mạnh Đừng nói hạn mức cấp tiến dụng giảm xuống 10 hay 15%. Ví dụ nếu cho phép 10% nhưng mấy chục cổ đông vay 10% thì cộng lại là bao nhiêu tiền rồi. Việc họ hè nhau rút tiền cùng một lúc là rất nguy hiểm. Đề nghị phải quan tâm chú ý lĩnh vực này. Cũng đề cập vấn đề này, đại biểu Trịnh Xuân An đoàn Đồng Nai cho rằng thực tế qua vụ SCB vừa qua và thực trạng hiện nay cho thấy ba vấn đề là sở hữu chéo, chi phối, thao túng tổ chức tiến dụng đang tạo nên những rủi ro cấp bách cần phải nhận diện để xử lý triệt đề. Ông An nói tôi cho rằng sở hữu chéo chi phối và thao túng ngân hàng là các thủ thuật rất tinh vi và thường là vô hình tuy nhiên với đối tượng vô hình và thường xuyên biến đổi này ta lại dùng các công cụ như luật đang thiết kế như giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần giảm hạn mức cấp tiến dụng và mở rộng đối tượng không được đảm nhiệm chức vụ tức là ta đang lấy cái hữu hình để trị cái vô hình theo tôi là không hiệu quả theo ông an điều quan trọng là phải xác định được cá nhân tổ chức nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng Do đó, luật cần phải xây dựng được quy định để xác định được cá nhân, tổ chức nắm quyền chi phối, ảnh hưởng đến việc ra quyết định trong hoạt động ngân hàng. Từ đó, ông An đề nghị quy định hai vấn đề cụ thể. Một là minh bạch thông tin của tất cả các cá nhân, tổ chức là cổ đông của ngân hàng thương mại thay vì giảm tỷ lệ sở hữu. Xác định nghĩa vụ công bố thông tin đối với cổ đông, cả tổ chức và cá nhân và nhóm người có liên quan sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng trên một mức cụ thể. Cùng với đó, ông An kiến nghị kiểm soát được dòng tiền, nguồn tiền góp vốn thông qua cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt và áp dụng kiểm soát dữ liệu cá nhân. Ông An nêu, chỗ này quy định hết sức cụ thể liên quan dòng tiền vì dòng tiền không phải tự nhiên nó có. Nó phải từ đâu đó, từ cá nhân nào đi. Vụ vạn thịnh phát cho ta thấy một bài học như vậy, ông An nêu. Từ đó, đại biểu Đồng Nai đề nghị cân nhắc giữ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu cổ phần và giới hạn cấp tiến dụng. Cạnh đó, theo ông, việc xác định lộ trình như đề xuất của chính phủ cũng chưa thuyết phục và cần được đánh giá thêm việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần và giảm hạn mức cấp tiến dụng sẽ tạo sự xáo trộn không cần thiết và gây ra đột biến không hay với nền kinh tế ông an nói cho rằng với doanh nghiệp tốt hoàn toàn có thể vay với tỷ lệ cao liên quan đến vấn đề đang được đề cập nhiều lần là câu chuyện nhờ người khác đứng tên ông an cho rằng việc dự thảo luật quy định cổ đông không được góp vốn mua cổ phần của tổ chức tiến dụng dưới tên của cá nhân pháp nhân khác dưới mọi hình thức trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật là còn chung chung vấn đề nhờ đứng tên được thấy rất rõ qua vụ scb vừa qua Tuy nhiên, quy định như dự thảo sẽ rất khó xử lý. Ông An đề nghị thế nào là góp vốn mua cổ phần của tổ chức tín dụng dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác. Quy định này sẽ được triển khai trong thực tế như thế nào? Tôi đề nghị quy định rất cụ thể để có cơ sở, phương pháp phòng ngừa, đặc biệt trước những mà trận mà ta hay gọi một cách mỹ miều là hệ sinh thái do các ông bầu, ma đam đứng sau các ngân hàng tạo dựng nên. Vừa qua, trên kênh TikTok cá nhân, Huấn Hoa Hồng, Bùi Xuân Huấn đã livestream chia sẻ về việc công an thành phố Hà Nội phát thông báo truy tìm nạn nhân bị lừa đảo liên quan tới tài khoản Facebook và Zalo có tên Huấn Hoa Hồng. Trên livestream, Huấn Hoa Hồng nói: "Hôm nay sinh nhật con mình nhưng mình rất buồn vì đã đăng tải 100 200 video để thông báo trên các nền tảng rằng mình không liên quan đến bất kể trang nào hay tài khoản nào cho vay tín chấp trên mạng xã hội." Huấn khẳng định Tất cả những tài khoản được các cơ quan báo chí, các kênh truyền thông đăng tải 100% không liên quan tới mình và mình cũng không dùng những tài khoản ngân hàng này. Và nếu Huấn Hoa Hồng mà liên quan đến vấn đề cho vay thì Huấn Hoa Hồng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bên cạnh đó, người này cũng bày tỏ quá khứ của bản thân không có gì là tốt đẹp nhưng hiện tại cũng đã thay đổi, hoàn thiện hơn nên mong mọi người ủng hộ và thông cảm. Trước đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người bị lừa đảo vay tiền online liên quan đến tài khoản Facebook và Zalo có tên Huấn Hoa Hồng. Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Mất hết rồi, tôi trắng tay rồi. Biết người ở đâu mà đòi, thế là tàn cửa nát nhà. Là những tiếng than vãn đầy cay đắng của nhiều người dân tại địa phương trong những ngày gần đây. Nguyên nhân bắt nguồn từ khoảng một tháng trước khi gia đình ông NVB sinh năm 1981 và vợ là LTM sinh năm 1990 cùng chú tại địa phương tuyên bố vỡ hội. Theo thông tin tìm hiểu, thời điểm đó rất nhiều người đã kéo đến nhà ông B để đòi tiền nhưng bất thành. Trước sức ép ngày càng lớn, bà M. rời nhà đi đâu không ai biết. Đỉnh điểm 16 giờ ngày 20 tháng 11, một số người kéo đến đặt quan tài giải vàng mã trước nhà ông bà M. để gây sức ép đòi nợ. Trước nguy cơ mất an ninh trật tự, chính quyền địa phương phải cử lực lượng xuống giải tán đám đông. Một số người dân chia sẻ, vợ chồng ông B vốn kinh doanh điện thoại. Vài năm trở lại đây, vợ chồng này kêu gọi mọi người góp vốn theo hình thức góp hụi. Rất nhiều người đã hùn tiền cho bà M để mong kiếm lãi cao. Bất ngờ khoảng một tháng trước, vợ chồng bà m tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng trả lãi và gốc cho các thành viên. Tính đến hiện tại, theo người dân, nhóm hội có khoảng 50 người tham gia, với số tiền lên tới 100 tỷ đồng. Nói về hành động mang theo quan tài vàng mã đến nhà ông B để gây sức ép, bà D, chú tại xã Nam Trung dưng dưng, cực chẳng đã chúng tôi mới phải làm như vậy. Nhà tôi cho vay số tiền gần 4 tỷ đồng, những năm qua tôi được nhận lãi đều. Cho đến một tháng trước, chúng tôi mới ngã ngửa việc bà m tuyên bố vỡ nợ. Tương tự chị Tê cũng đã chuyển cho gia đình bà M số tiền gần 7 tỷ đồng. Chị Tê bức xúc nói: "Cuối năm 2022 tôi bắt đầu chuyển tiền cho vợ chồng ông M do là chỗ thân thiết nên tôi tin tưởng, không ngờ họ chỉ nói vỡ nợ, không trả được nữa rồi bỏ đi." Khi đôi vợ chồng tuyên bố vỡ hụi, nhiều trường hợp rơi vào cảnh vừa là chủ nợ vừa là con nợ. Điển hình là bà M, cùng chú tại thôn với vợ chồng ông B. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào bà M cho biết, tôi có mấy trăm triệu tích cóp cả đời đưa cho bà M vay, thậm chí tôi còn đi vay để hùn vào. Giờ đây nhiều người tìm đến đòi mà tôi không biết lấy gì để trả. Không khí gia đình rất căng thẳng, nhìn ai tôi cũng khóc, biết mình dại dột mà không kêu ai được. Chị L, một trường hợp khác xót xa nói, mất số tiền lớn khiến tôi suy sụp, nhiều lúc còn nghĩ quẩn. Ngoài số tiền tích lũy của gia đình ra, tôi cũng đi vay mượn từ rất nhiều người khác. Tôi đã bán cả đất thế chấp sổ đỏ của nhà và của bà ngoại vào ngân hàng rồi mà vẫn chưa thể trả hết. Chị L vừa dứt lời, bà M lại gạt nước mắt tâm sự. Tiền của mình mất rồi, nhưng nợ ngoài vẫn còn đó giờ thành con nợ của nhiều người. Tôi không biết lấy tiền đâu để trả. Vợ chồng nào dính chuyện cũng đánh chửi, xích mích muốn bỏ nhau. Không chỉ có người ngoài, ngay cả người thân trong gia đình chủ hội cũng là nạn nhân như trường hợp của chị V chia sẻ. Con gái tôi gọi mờ bằng mợ. Từ khi biết bị mất tiền, cháu cứ ngất lên ngất xuống, tiền thì cháu vay ngân hàng, vay mượn khắp nơi đến gần 5 tỷ. Mong sao cơ quan chức năng sớm vào cuộc, giúp cho người dân để cuộc sống quê tôi trở lại yên bình lãnh đạo ủy ban nhân dân xã nam trung cho biết để đảm bảo an ninh trật tự trước việc nhiều người tập trung những ngày qua ủy ban nhân dân xã đã cử lực lượng chức năng giám sát đồng thời ủy ban nhân dân khuyến cáo người dân bình tĩnh tránh việc gây dối mất trật tự công cộng vô tình vi phạm pháp luật vị đại diện thông tin hiện ủy ban nhân dân xã đã báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét để xử lý số tiền người dân thống kê gần trăm tỷ chưa thể xác định được phải có cơ quan điều tra xác minh làm rõ